Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Ngày hôm nay Vương đang trên một cái con đường này cô chú anh chị, và Vương thấy một ông rất là đáng thương luôn, mà trên miệng đang ngậm cái gì á và đi từng từng cái phía xa xa á cô chú anh chị. Thì Vương hiện tại giờ Vương đang ở trong miền núi á cô chú anh chị, thì ở xung quanh đây toàn là dân tộc rất lay không. Thì Vương sẽ tới hỏi thăm thử chú này như thế nào và coi thử Vương có giúp đỡ được gì cho chú hay không nha. Thì bây giờ Vương xin mời cô chú anh chị hãy đồng hành hết cái video này với Vương nha. Ôi ôi mình thấy này, đi rất là đáng thương luôn. Ôi ôi à. Dạ con chào chú nha. À, chú đi đâu đây? Chú đi về quán mua xì dầu ăn. Nhà xì dầu con có ai tế mà biểu đi mua. Trời ơi, con mũi này. Cho con gắn cái mic này nha. Trời ơi, là nhà chú ở đâu? Đây này. À, nhà rồi. Chú trong đây hả? Tới gần tới nhà rồi. À. Là chú đi bằng gì không hả? Con cháu của chú đâu mà sao không sai đi mà chú phải đi như vậy? Chúng cháu của chú là ưa xa lắm, không có ít đi qua thăm, dạ ít đi chăm sóc chú á. Dạ. Thêm cá, thêm gì, lách hai bàn tay. Dạ. Cách này là Tây Quán, là Tam Phước. Dạ. Là chú bị chân cái như gì này, lâu chưa? Lâu hơn rồi, cách là chừng 15 tuổi á. 15 tuổi, bây giờ là chú được bao nhiêu tuổi rồi? Bữa nay là xin 60, chắc 30 mấy rồi á, 60 mấy rồi, 63 rồi. 40 mấy năm. 40 mấy là bển, còn sinh á là 63. 63 tuổi. 63 tuổi rồi. Wow. Rồi vợ của chú đâu? Không kịp lấy vợ đâu. Nếu mà có vợ thì được phụ giúp là chắc lấy được rồi. Mà nữ trong đó mà còn nhỏ hơn 15 tuổi đâu bắt vợ được. À. Là chú bị gì mà chú bị teo hết hai cái chân vậy? Bị sốt. Sốt. Sốt là sốt, tử là sốt, vừa sốt vừa đau hay đau lưng này đó. Dạ. Ôi sao mà Vương thấy những cái mà căn bệnh sốt này kia nọ thì teo cơ rồi những cái bị bệnh sốt nó rất là nguy hiểm luôn. Mà sao mà lúc đó mình không đi bác sĩ cho nó điều trị? Lúc đó là ở trên núi. Dạ. Chưa có xuống trên này đâu. Dạ. Ở đỉnh cơ đường túi á, không phải đường canh á, đường canh á. Dạ. Không đường cơ đâu có. Là chú không có vợ, cũng không có con luôn. Không có vợ, không có con. Con cháu họ là ở ngoài xa. Thôi biết người ta về thăm lắm. Người ta cũng chắc công chuyện này nọ là chưa biết ta đâu, họ hàng đâu. Dạ. Khi là xong một mình. Thôi mình đi, mình đi vô nhà ngồi cho nó mát đi chú đi. Thôi, dạ, đi. Đi. Thôi ôi, là phải ngậm như vậy hả chú? Ôi, không có đi, không ạ. Cắn trong miệng á. Ở làng xóm này mình không nhờ được ai hả chú? Lúc ta tới ta nhớ được, nhưng mà ta không tới thì từ chú rất ra quán đổ mùa. Thôi đưa đây con cầm chai xì dầu cho. Trời ơi phải ngậm như vậy cô chú anh chị. Mình thấy mà xót xa luôn. Trời ơi. Trời ơi. Đi mà rất là cực khổ. Rồi hiện tại giờ chú sống chung với ai? Sống chung với ba bệnh trong nhà. Chú là trong đó là cháu coi từ thứ bà đó. Là mẹ của chú hả? Không có mẹ đâu, nhưng mà con của bà chị cả đứt hôm rồi. À vậy là dì của mình lại. Cô là kêu bằng dì cũng được. Dạ. Trời ơi. Vậy là nhà mình ở được bao nhiêu người? Chứ chú chứ nghề biển đó thôi, đâu có ai đâu. Dạ. Đây là phụ giúp là được rồi. Đây là cái tự túc làm ăn á, túc. Dạ. Để mua. Có cháu có đồ tay á, biểu. Không có tay thì để ráng đi có gì mà ăn. Dạ. Trời ơi, vậy là chú... chú đi lụi thủi như vậy thôi. Đi lụi thủi trong cái ấy thôi, đâu có đi xa không lắm được đâu. Yeah. Cái quán ở đây là khá là xa luôn á. Cái Tam Phước á, cái đó. Dạ.
Tại vì Vuông chạy ngang qua Vuông thấy đồ sao mà đi được, từ cái phía xa xa mà Vuông thấy là chú này bò đi rất là đáng thương luôn. Thì có rất là nhiều cái căn bệnh mà bị teo cơ, teo chân là như thế này này cô chú anh chị. Bây giờ là nó là bên này là bệnh tai biến. Dạ, tai biến hả chú? Ủa mà mười mấy tuổi sao mà tai biến được? Chắc đứt từ nhỏ mà. Ôi 15 ơi. Tuổi mà đi học rồi mà về nhà thì bị sốt sốt. Rồi đi học học ở trên núi, không phải là học ở dưới này tường như bây giờ đâu. Dạ. Học ở trên núi à? Là mình học, học ở trên tổng núi. Tổng khu, tổng hang không á. Hồi đó là hồi chiến mà. Dạ. Đâu có huê bình như bây giờ đâu. Dạ. Hồi chiến. Trên trời có máy bay, có pháo, có đồ. Là mà đang đi học, học lúc một mà học chưa có biết chữa nhiều đâu. Dạ. Cái AU là có. Dạ. Vậy là học đó là chú có học tới lớp 1 à hả? À, chứ học lúc 1 đầu tiên á, có học mọi cháu như giờ đâu có. Cháu ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ui. Cát đi cá về là hơn 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó. Dạ. Để lắc cứu này mà đâu có mau đâu. Trời ơi, chú bò rất là lâu và rất là tội nghiệp luôn. Nhưng mà vậy là ở nhà mình là chỉ có 2 người hả chú? Phải ngay đây không có ai đâu. Dạ. Rồi mình không chịu nhờ cái những người mà làng xóm xung quanh ai đi ngang qua đây nè. À, đi ngang thì biểu ta mua dùm ta cũng chút đỡ thôi. Dạ. Nhưng mà ta ít đi đường này là cũng chú đói rồi, chú thua. Dạ. Là chú đói quá chú mua xì dầu về ăn thôi. Mua xì dầu ăn mấy cơm, không có canh gì hết. Canh dạ. Đâu có tiền mà mua. Trời ơi. Rồi cao như gì chú leo lên được không? Ồ, leo từ từ. Có lúc là leo thoát, có lúc là leo không thoát thì ngã xuống. Gì hả? Nó leo chú leo lên mỗi ngày như thế nào nha, mình để mình coi thử cái tận cảnh là cái cuộc sống của chú như thế nào luôn. Lên lên lên. Ui. Không, là ngày nào là ví dụ mà chú đi mua đồ hoặc là đi đâu là chú phải leo như vậy hả? Leo như vậy hết đâu có đấm đâu, thấy chân chú nó teo cơ hết rồi này, không có thịt không có gì nữa, xương không á. Ôi mệt mệt quá cháu ơi, còn lên một bậc nữa thôi. Ua. Vậy là cái ngôi nhà này là ngôi nhà của mình hả chú? Ở ngôi nhà của chú á. Dạ. Là đó là nhà nước cho. Dạ. Của nhà nước cho là không phải là cho cái nhà này là cho như một bà tư bà tắm gì đó không. Dạ. Có đâu. Dạ. Nhưng mà cái vốn của ta làm hồ sông tàu với đó. Dạ. Người ta xin cái vốn đó. Dạ. Cất một cái nhà cho chú cách đây là chắc là 20 mấy năm rồi. Dạ. Thay cái này rất tối hết. Rồi, cái này con thấy là nó bị gọi là xuống cấp á. Xuống cấp rồi. Xuống cấp hết toàn bộ, nó bị nứt và bể và bị hỏng hết luôn rồi cô chú anh chị. Wow. Rồi nếu mà chú làm như vậy này, rồi chú làm cái nghề gì mà để sinh sống có tiền ăn uống? Chứ cái làm cái này phụ với nhà nước cho 200-300 ngàn thì nói nãy là có 500-600 ăn chứ có đồ gì hết. Chứ là tiền là... điện này, tiền đó. Điện này là họ hàng ở ngoài xa cho. Dạ. Chặt tổ, mua dây. Dạ. Rồi cho là hồi đó bên nay là người ta không có ghế nữa đâu. Là cái này là chú làm gùi hả? Cái này là chú làm nia, làm cái đầu nhọn nhọn. Đầu nhọn để mình xài, xài tấu tấm thì gạo như đó. Là cái ni tròn tròn này đúng như, không chú? Nó tròn tròn làm cái đầu là nhỏ méo méo nữa. Dạ. Thì nó đâu chú có làm được cái nào chưa cho con xem cái mẫu được không? Chưa có lớn, chưa có ấy, chưa có hả? Chưa có mà đang làm cái tẹt thì không nó tước. Dạ. Sau đó mới dốc cái cây này này. Dạ. Cây đá đa đó. Rồi cái cây này là chú tự lên núi chú lấy về luôn hay sao? Khổ lấy giấy đầu cuốn tôi muốn người ta nè. À
muốn người ta. Muốn người ta đi quăng đê thì xin người ta đi lấy chặt cây cho tôi làm cái này cho đỡ bất tiền để thuê nước, đóng tiếng nước, đóng tiếng điện. Yeah. Thì người ta đi là chặt 2-3 cây. Là một ngày chú làm được bao nhiêu cái ni? Ui, lâu hôm qua cháu ơi. Ừ, có 3-4 ngày cũng có. Còn 3-4 ngày một cái ni? Một cái ni, bằng không bao nhiêu đâu. Có bằng tuần quán có 80 à. 80, rồi 80. Mình muốn người ta đi nữa là... muốn ta đi nữa, 2-3 cái. Là trừ ra hết là mình kiếm được nhiều tiền. Ta tôn hết, sao nói sao? Là mình làm một cái ni và mình trừ cái tiền người ta đi kiếm cây về cho mình làm á. Là trừ hết luôn. Là một cái ni mình kiếm được bao nhiêu tiền? Một cái ni có 80. 80 mà. 80 mà con ta chặt á. Thì người ta thích tiền á. Là thích là uống rượu uống đồ á. Thì mình cho tiền cho người ta. Nếu người ta là không thích tiền á. Thì làm cái ni ở người ta. Yeah. Để người ta sau người ta chặt lại. Ta kẹt tương đối đó. Vậy là nếu mà chú làm như vậy mà 80 ngàn. Thì bây giờ nếu mà tính ra là một cái ni như vậy mà một tuần lễ. Thì 80 ngàn mà một tuần lễ 80 ngàn mà chưa tính tiền công này kia nọ của chú anh chị hết. Rồi làm gì mà sao đủ ăn? Ăn rồi đó mà, ăn dù ít dù không cũng chịu ăn đó thôi. Yeah. Làm gì mà đủ ăn đâu có. Yeah. Rồi thường ngày ví dụ mà chú ăn cơm á, là nhà mình có nấu cơm không? Nhà mình đâu có, ba là bị liệt rồi. Còn chứ mình chú đây á thì tự nấu cơm. Ấy cái gì làm đó là cứ tự túc làm à. Làm nó là cơm, bà con. Bị liệt hả? Cho con vào nhà con xem tí xíu được không? Rất được hết dạ. Con được. Ôi ôi, Vương chú thì bị như gì? Thì bà nói là bà bị liệt trong đó thì Vương sẽ vô trong đó, Vương coi thử bà như thế nào nha. Cho con xin phép vô tí nha chú nha. Cho dạ. Đi vô đây. Nhà cửa và bụi bẩn hết rồi. Bà đó bà nằm trong giường tên bà đó. Còn nói chuyện được không ông? Ô bà đó bà chú. Khung nữa. Bà không biết tiếng nói, tiếng Kim không biết. Mà nói là bị con chào bà nữa. Nha. Ê, mình mở đèn lên cho sáng. Ủa đèn có sáng, đèn kia. Không có đèn hả? Có đèn kia. Đèn bên đây hả? Không có con cái đó. Ôi bà nằm bên đây này cô chú anh chị. Con chào bà nha. Ôi nó là con có nghe tiếng bên đâu, một là điếc, hai là tiếng của thông ít lắm, ôi ít ôi. Không có nghe được đâu. Ôi ôi con tới đây là con thăm bà. Hả? Con tới đây con thăm bà. Bà kha, con bà kha con. Là bà không biết tiếng Kinh luôn hả chú? Không biết tiếng Kinh gì hết, điếc nữa. Ôi ôi. Mà khùng nữa. Vậy hả? Ừ. Thôi bà nằm nghỉ đi. Thôi mình hình như là bà sợ Vương cô chú anh chị. Vương sẽ tắt đèn cho bà nằm nghỉ nha. Chú mua chai xì dầu này ăn với lại cơm hả? Ăn biết cơm, bằng cơm. Trời ơi, là giờ này chú chưa ăn cơm luôn. Ăn rồi, thì mua trong dàn ăn chiều hoặc là mai á, rồi khỏe đi. Mai đi khỏe đi lát đi á. Dạ. Mua để dàn ăn á. Dạ, là chú mua chú để dành chú dành ăn. Dàn ăn, 2-3 ngày á, thì lát đi mua lại. Dạ. Cứ ăn cơm với xì dầu không ăn cơm xì dầu có lúc có can người băng rong á thì kêu người ta tới đây mua có tiền không tiền thì thôi. Dạ. Ôi, ăn như mắm nhưng mà con nghĩ là chú đang cái này là đang nguyên một cái vòng tròn bự này luôn hả? Ừ, vòng tròn đó nhưng có làm trên đàng hoàng này mà chưa có dính tăng để tăng làm mà. Dạ. Rồi mình làm xong rồi chú cầm đem ra quán chú bán. Chú cắm là cán tung miệng đây nó lết đi là chú lết giống như vậy luôn. Lết như vậy á. Ôi ơi mà quán rất là xa luôn nha cô chú anh chị nha. Quán xa lệ quán tốt rồi này xa lắm tốt đường cái này này. Mà cuộc sống của chú thì không có vợ không có con không, xung không quanh con. Đây có bà con dòng họ gì của mình nữa con chỉ người khác người quen là quen nhau sắc là giúp đỡ tôi giúp đỡ thôi, làng xóm thôi. Dạ. Nhưng mà không có họ hàng họ được xa không á. Dạ. Nếu mà họ được gần mà chắc là chú đây cũng sướng nữa chứ này là vẫn chờ ngày chết thôi. Dạ. Là còn bà là cứ nằm ở trong nhà không? Cứ nằm trong nhà không đi ra ngoài được đi không? Ra ngoài được đâu đi vệ sinh tại chỗ á. Dạ. Từ túc chú để dọn. Dạ. Chú để chăm sóc. Rồi ôi chú đây là bị khuyết tật như gì
rồi còn phải lo tới gì gì là em của mẹ đó, em của mẹ là Vuông gọi là gì, còn không biết bên chú là gọi là bằng cái gì. Chú thường ngày là chú kêu bằng gì? Chú là kêu bằng cháu, mà tức là con của bà chị cả hả. Thì trước đây á, mà dân tộc là tên này rất là thì theo cái họ Mau hệ của mẹ. Dạ. Thì nói chung là những cái phân biệt thì mình cũng thấy hơi khó khó tí xíu. Khó nhiều lắm cháu ơi. Khó khổ khó lắm. Rồi làm cái này thì cứ làm này cũng vài ngày mới có một cái. Có vài ngày, có lúc tới một tuần xong. Sao mình thấy có rất là nhiều người rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Là chú là người dân tộc gì chú? Dân tộc Rắc Lai. À, dân tộc Rắc Lai. À. Yeah. Thì dân tộc Rắc Lai thì bà con ở trên này rất là cực khổ và khó khăn luôn. Khó khăn nhưng luôn, mà không có ai giúp đỡ được. Nhưng yeah. Có giàu có như dưới bàn đâu. Dưới bàn nó đỡ hơn chút. Ở trên này còn có ruộng, còn có chỉ làm rẫy làm đổ thôi. Yeah. Nếu mà chú có rẫy chú đâu làm được đâu đúng không? Chỉ nói thằng ta. Còn chỗ đâu làm gì được tay rầy đâu. Yeah. Đi tiểu đi cầu đi lật hai bằng tay, có lúc tay xóm có lúc về nhà tay tôi cũng được. Xả lắm á, khổ lắm. Yeah. Trời ơi. Mình thấy mà nó làm sao á, nó sao trong lòng mình khó tả lắm cô chú anh chị. Mình thấy mà những cái những người mà có khuyết tật thì có bà con dòng họ, có anh chị em chăm sóc thì nó đỡ khổ. Nhưng mà cái này là một thân một người không có ai chăm sóc luôn. Và cũng phải lo cho dì nữa. Lo cho dì là em của mẹ. Em của mẹ đó. Rồi phải lo lại nữa. Thì bà thì ở trong đó thì hồi nãy Vuông vô thì bà ngồi dậy. Thì bà sợ Vuông này cái nọ đó. Rồi... mình cũng ra thôi cô chú anh chị. Tại vì bà cũng không có biết tiếng Kinh. Ừ, bà cũng biết tiếng Kinh cho hết. Yeah. Bà sống lâu hơn rồi. Yeah. Rồi cái này là những cái cây này là chú vuốt ra đúng không? Rồi mấy rồi, thành mấy cái này rồi chú đây. Rót ở đây rồi nó vuốt ra. Vuốt ra sợ nó ấy thì nó đốt. Đốt rồi. Yeah. Rồi nó đốt rồi rất khó chịu, quét là khó lắm. Hôm nay là quét đâu có chảy đâu. Yeah. Là chú đốt tại chỗ đây luôn hả? Đốt tại chỗ đây này. Tại vì Vuông thấy mấy cái tro dưới đây nè chú anh chị. Đừng là chú ở là. Đốt đất đó. Ủa, tập về. Ủa, bà kêu gì vậy? Thằng kêu là rồi nó mất á. Rồi mất tôi đi đâu xa quá thì nó kêu là dễn chăm sóc cho nó. Dạ. Thì mới nói đi lâu hôn á. Thì nó la đâu có mình đâu biết đâu. Phải là phải đi phải báo trước. Rồi tôi đi quăng nhau, tôi đi quăng để mua xì dầu, bờ cá, bờ đồ đó. Thì nó thì là thầu đi chậu chân nào mà tay. Còn mà đi là không báo cho nó thì nó kêu liền, nó la luôn á. Vậy là hồi nãy là chú về tới nhà rồi mà bà thì chưa biết là chú về. Rồi về con đó. Đi vô đó là bà thấy con là người lạ. Rồi mới giật mình dậy rồi kêu chú đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là bà sợ Vuông bắt cóc. Bà cóc thì thêm bà đó. Bắt cóc bà. Thì Vuông gì nói vui rồi nha cô chú anh chị nha. Trời ơi. Mình thấy mà những cái mảnh đời thì ở đây thì cũng rất là khó khăn luôn. Trời ơi. Rồi cái cuộc sống của chú thì chỉ là lụi thủi ở nhà và chăm sóc cho bà thôi. Cho ba thôi, mà là có đi xa đi làm gì được. Yeah. Rồi một tháng á, là người ta cấp cho mình bao nhiêu tiền? Một tháng là tiền nhà nước cấp ăn xin á là có 700. Có lúc còn 2-3 tháng là một lần ta nhận cũng được. Yeah. Khổ lắm. Còn là 700 một người hay là 700 hai người? Không, chứ ba này là mấy bên này chưa có làm giấy làm đồ đâu. Thì chú đây là nó lâu hơn rồi. Yeah. Mà làm trước nên người ta đang làm mà sao không biết đâu có ai tới đây đâu. Yeah. Cán bộ làm việc khác không à, làm chăm sóc cái này nó đâu nhiều chuyện lắm. Yeah. Rồi ơi, rồi ra mấy cái tre này là chú chặt ra này là gọi là tre luôn đúng không? Gọi là tre cũng được, là lu u. Lu u. Lu u. Lu u gọi là tre đúng không? Tre là
cũng loại cây đó thôi mà tê nó mà đúc yeah. nó ngắn hơn đó. Ai đó nãy là bơi phim tôi xấu à ai đó, ai đó. Yeah. Tại vì những cái tiếng của bà con đây là nói chuyện thì những từ thì Vương hiểu nhưng mà những từ thì Vương không có hiểu, tại Vương cũng đi chỉ là học biết sơ sơ thôi cô chú anh chị. Trời ơi. Rồi mình ngồi đây là chờ này mà trưa nắng rồi sao chú không nghỉ ngơi đi mà chú còn đi ấy xong để chiều chiều mát mát rồi mình đi. Mà đi từ nãy rồi nhưng mà gần nhà mới thấy cháu tới đây. Tụng đi tôi mắc hôm nãy rồi, tôi sáng sớm rồi mà đi lát bằng tay đều có đâu đi nhanh đâu. Đi cứ đi lát chút. Còn gần là tiếng, bà tiếng đó, mà... tiếng rưỡi đó. Trời, tiếng rưỡi luôn. Tiếng rưỡi luôn chứ sao? Một chặng đường một trăm mét mà đi tiếng rưỡi. Mà đi cứ bằng tay không mà đâu có mà chuyển chân nữa, rồi nó trống trong đất rồi nó bung ra rồi nó thành thử đó là nó lâu, nó xa mà lâu nữa. Tại nhà đó. Đang lên trưa thì nghỉ ngơi rồi làm nia đó là không có được là có mua cái này là mua xí dầu này là may là múc mới mua lại thì mua dèn ăn mà thì bữa khác ví dụ mà chú thấy mấy đứa nít nào đi ngang qua đây á chú kêu nó lại kêu, hoặc là gì đó có lúc ta qua lúc mấy đứa cháu nhỏ toàn sống này là đi qua chơi hay là qua đường cái kia thì chú kêu mà có lúc ta không có tới đây ta đi chỗ khác được. Dù ai mà phải răng nhưng đi. Nhưng mà ở đây thì cũng tất cả bà con hình như là đi lên núi làm hết rồi đúng không? Mùa nay là người thanh niên á thì đi làm muống, thì làm công ty này nó đó. Còn những người già á thì đi chặn bò, rồi đi núi người ở cái gì đó, thì núi không á. Chiều tối mới về. Trời ơi mà thấy. Thì lúc người ta đi về cái nhà mình đâu, cứ đi thì ngang qua để người ta tới nhà người ta ăn, ta uống, ta nghỉ ta đâu có biết thăm bên có là chuyện chú ý đâu. Rồi nhiều khi mà chú ở đây này, rồi có ai mà thường xuyên tới đây tặng quà cho chú không? Vì mình lâu lâu á, mình từ thiện á, là vẫn cũng cho. Là mang tới đây cho mình luôn hay sao? Có lúc là tới đây, có lúc là lấy phiếu, đưa phiếu, là muốn người ta là đi nhận giùm. Lúc là ở Sài Gòn buổi trước á, lúc phát từ quà từ đoàn của Sài Gòn bữa đó tặng quà cho những học sinh nghèo á, là cán bộ xã chắc thì nó chưa biết là những đoàn đó là tới đây cũng là quay phim, cũng là chụp hình, cũng như cháu tới đây á. Rồi có giúp đỡ gì cho chú không? Con cứ chụp đời cho mì tôm gạo đồ đó. À cho mì tôm gạo thôi. Gạo tôm không có tiền. Không có tiền luôn. Không có tiền luôn. Rồi nhà chú còn gạo nhiều không? Gạo chừng có 10 ký còn á. À còn 10 ký hả? Là cái đó là mình để dành mình mua hay là mình ai cho chú? Đó là biểu mấy đứa cháu vô thì nó mua dùm á. Mua dùm là ta tiền cho cháu ăn kẹo đồ đó. Ôi ôi. Rồi mình chỉ còn 10 ký rồi mình ăn cơm mà mình mua xì dầu về ăn cơm. Ăn cơm một chén à? Cố là một ngày là chén rưỡi. Tôi đã ăn canh có quen đâu ăn cơm không xì dầu mắm rồi ăn ấn chứ. Ăn cả ngày luôn mà. Đâu có ăn gì đâu. Không có canh, không có rau gì hết. Cả các khu. Các khu là mình mua thì chú thường mua là 10.000 20.000 tầm chén 7 ngày hoặc là mình mua có 10.000 20.000 mà ăn 7 ngày luôn. Ăn một con mà con mặn nữa tôi ăn trên đó. Lần đầu tiên mà có nếu mà mình mua 20.000 là bao nhiêu con cá? 20.000 là hai con 20. Hai con 20. Một con là một con là 1.000 mà. 20.000 là 20 con. Là một con 1.000 20. 20.000 là 20 con. Là 20 con bự bằng 4 ngón tay không? Chừng bao nhiêu là 2 ngón tay này, cả lép mà đâu có cả to cái chết đó. Trời ơi, 2 ngón tay mà ăn cơm
ăn 20 con mà ăn, ờ, ăn 10 ngày, 3 ngày cũng có ăn 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 nhịn nhịn á, tới 10 ngày. Ăn nhịn là ăn tới là 10 ngày. Ăn là ăn thèm quá thì phải nhịn đó. Đừng mai mốt đâu có lúc ai tới mà lết đi mà xa nữa, đi vẫn là đi được. Nhưng mà một biếng rồi là đi nắng nữa, có lúc đi mưa nữa thì đi chắc không nổi. Ta đang là mình ăn nhịn đi. Ê, khổ quá mà. Ôi ôi, mình thấy mà một cái nói mà xót xa luôn á cô chú anh chị. Nhưng mà con nói với chú gì này, con đi mà xe của con hết xăng nãy con dừng chỗ kia á. Hết xăng con rồi hả? Cho con 20 ngàn được không? Trời, 20 ngàn đô chắc là xin lỗi cháu, đồng tiền ăn xăng là đã là hết rồi, là mua xe dầu này là 10 ngàn rồi. Mười ngàn. Giờ con tôi, còn tôi cháu còn, tôi cháu còn, tôi còn nhiêu chú, còn nhiêu chú, con nhớ chú, con có 2-3 ngàn đâu tê xăng đâu, xăng này là 23 ngàn á, hai sĩ đó tôi, người ta nói nhớ mà giờ chú còn nhiêu cho con bấy nhiêu cũng được. Con chủ yếu con mua xăng con đổ vô chạy đề máy sổ dốc con chạy xuống chạy về về nhà mua đồ cho cháu mà có 2-3 ngàn nhận được không? Đâu 2-3 ngàn của chú để đâu? Được đó, chú lấy cho cháu, cảm ơn cháu. Nhưng mà cháu là đang lấy đi xa mà hết xăng mà chú giúp đỡ. Bữa nay là chú đã có tiền chứ này này. Ô khổ quá, khổ quá, khổ quá trời ơi. Cháu mà đi xa ở dưới bàn mà lên trên này cũng khổ cực mà lỡ mà hết coi xăng thử, đồ coi đó. Coi thử viết viết coi thử còn ngàn nào không cho con đổ xăng luôn đi chú. Ô chắc là 1 ngàn 2 ngàn là được rồi này, có cái chút xíu đây này. Ô quá trời luôn. Ô cho chú này đó, cho cháu. Còn kia nữa kia. Cho con 20 luôn đi. Còn nghe để dành ăn cá ăn cho mày múc á. Còn cảm ơn chú nhau. Cảm ơn cho chú ha. Vậy là cho con 10 ngàn. Cho 10 ngàn. Là có 20 đề thì dành là 30 ngàn luôn. Ô thông cảm rồi, cháu ơi, thông cảm cũng có gì nữa này. Cho con thêm 10 ngàn nữa đi. Được không chú? Được. Rồi còn 10 ngàn rồi, mai cho con luôn đi. Hôm nay là dân mua cá ăn. Xì dầu là có rồi. Mai mua cá. Mai mua cá để ăn bên này là ăn xì dầu. Ôi ôi. Vậy là chú còn 30 ngàn hả? Có con 30 ngàn này. Không có đồng nào gì nữa. Ê, giờ thao lỡ là cho con 10 ngàn luôn đi, đủ 30 ngàn đổ xăng chạy về làng. Thông cảm nha trời ơi. Thông cảm mà. Thôi thôi. Thông cảm ơi, đằng lẽ là chú ở trên đây mà là làm nia làm đồ có tiền rồi cho lỡ hết xăng lỡ đường thì cho. Bữa nay là không ngay chú đây là không có đông nào hết, có ba nào luôn. 30 của này là cho cháu rồi là 20, còn 10 ngàn thì mai là mua cá ăn nữa. Mua cá ăn. Cá ăn. Rồi vậy là bây giờ chú suy nghĩ kỹ vô cho con 20 ngàn có hết không? Được ha. Được. Rồi ôi còn 30 ngàn cho Vương 20. Vậy thôi con xin phép chú con về luôn nha. Dạ, cho con xin lại cái mic. Ai con về luôn nha chú nha. Rồi ôi vậy nói bà con về luôn nha. Chào cháu chị. Dạ. Vương rất vui luôn cô chú anh chị. Thì bà con dân tộc Rắc Lây, nghèo thì nghèo, khổ thì khổ, nhưng mà bà con rất là quý mến luôn. Chỉ còn 30 ngàn, 30 ngàn là lần đầu là cho Quân 10 ngàn, còn 20, Quân xin thêm 10 ngàn nữa, còn lại 10 ngàn. Nhưng mà Quân xin thêm 10 ngàn nữa thì chú nói là để 10 ngàn đó mai mua cá khô ăn. Mình thấy cực kỳ là đau xót trong lòng, mình nói không lên lời luôn cô chú anh chị. Những người mà đúng nghèo có một cái tấm lòng vàng rất là quý mến luôn. Mình nói thiệt, nhiều khi mình nói ra thì cũng rơi nước mắt, nhưng mà thì mình sẽ cho chú một cái bất ngờ.
để cho chú được vui và được hạnh phúc cuộc đời sống tiếp nha cô chú anh chị. Và bây giờ Vương xin mời cô chú anh chị hãy cùng đồng hành hết cái video này với Vương để Vương làm bất ngờ cho chú nha. Vương cũng đã trở lại rồi cô chú anh chị. Vương cũng thấy là chú rất là tốt và rất là nghèo khổ và khó khăn luôn cô chú anh chị. Thì Vương có một tí xíu phần quà và gửi cho chú để cho chú có miếng ăn miếng uống và lo thêm cho bà ở trong nhà nữa. Thì mình thấy cái gia đình rất là đáng thương và này kia nọ. Thì nãy giờ thì Vương cũng đi ra quán tập quá, Vương hỏi thăm thì chú này là không con không cái không người thân, rất là đáng thương luôn. Thì cái lúc đầu thì Vương chỉ là tình cờ thấy thôi, mà rất mình thấy cái cảm giác mình rất là đau lòng đau xót luôn. Rồi qua bên kia thì Vương hỏi thăm lại là bà con xung quanh có hay không, thì Vương cũng hỏi thăm này kia nọ đó thì nói là không có ai và chỉ tự làm tự ăn thôi cô chú anh chị. Mà những người mà khuyết tật như vậy thì mình thấy nó sao đó. Thì bây giờ thì Vương cũng mua bao gạo này thì với lại những cái gia vị này kia nọ bây giờ mình vác vô đó. Thì cũng rất cảm ơn là chú đã cho quân 20.000 luôn đó cô chú anh chị. Hiện tại giờ thì Vương cũng đã về lại tỉnh Ninh Thuận của Vương nha cô chú anh chị nha. Thì mấy bữa giờ thì Vương cũng đi ra Nha Trang thì cũng giúp được những hoàn cảnh cũng rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Bây giờ thì Vương cũng xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành hết cái video này với Vương nha. Không biết là chú có bất ngờ hay không. Wow, con chào chú. Trời có tới không? Dạ. Đây con gửi quà cho chú này. Chú ơi chú mặc áo vô giùm con được không? Được. Dạ dạ. Đông quá rồi. Ôi ơi. Cái áo đi ở trần không ạ? Ở trần không hả? Ê, chú biết cái này cái gì không? Gạo. Dạ đúng rồi. Ấy à. Đổ nước, đổ nước. Wow. Đây cho con gắn lại cái mic nha. Rồi. Đó, thì con cũng rất cảm ơn chú là một điều là chú giúp đỡ con. Mà tại sao mà chú lại có 30.000 à? Mà chú lại cho con hết 20.000 còn 10.000 sao để dành cho mình ăn uống. Tôi cho hết là được nhưng mà chiều tối đâu có gì mà mua cá mua đồ ăn trên đó. Ông đang... ý của con nói là chú có 30.000 mà chú sao không giữ lại mà cho con 20.000 đi. Không giữ lại mà để chú lo cho cái cuộc sống của chú và lo cho bản thân của chú. Lo mà thấy cháu tuổi lỡ đường hít xăng mà cho cháu chút đến mà đâu có nhiều đâu. Xăng đó là chảy con bao nhiêu cái đó. Đáng lẽ nhiều cho cháu nhiều cho cháu tới đây mà cháu không phải cháu lên Trường Xuyên đâu. Có lần tới đây mà lỡ các xăng rồi, hết xăng rồi. Đáng lẽ là cho nhiều, mà là chen cho chú ăn, chiều ăn tối nữa. Yeah. Ôi ơi, rất là đáng thương luôn. Này, ngày hôm nay nè. Đây, chú biết cái này là cái gì không? Nó là thịt. Đúng rồi, thịt heo. Thịt heo. Con gửi cho chú này, để cho chú nấu ăn, bổ sung sức khỏe cho mình. Học đó giờ là chú được bao lâu rồi chú chưa ăn thịt? Ô chưa ăn đâu. Đồ, nhưng mà tổng làng thì người ta cúng đồ á, người ta cho một chén mà 2-3 miếng này ăn được thấy ok rồi, thịt heo. Bữa nay là cháu đưa chú ăn này là cảm ơn rồi là có thịt ăn rồi. Ăn thử. Vậy là học đó giờ là ở làng mình á là ngày nào cũng đám rồi đám mã ngày nào cũng có hay cúng quý đó là tổng làng á là thấy một tuổi ta
múc một cái chén nhỏ nhỏ đưa cho chú ăn. Không mà ý của con nói là ngày nào cũng có hay là sao? Có lâu hơn 3-4 ngày, 3-4 tháng chứ có mới có một lần. À, không lâu, có thường xuyên lâu lâu lâu. Con lăn rồi con lúc người ta làm đám mã này hay là cưới hỏi đó. Dạ. Thì người ta cho. Vậy là ngày hôm nay là mình có thịt heo mình ăn đã luôn. Ừ, ăn đã rồi. Rồi xong rồi nấu cho bà ăn dưới nha. Nó ấm ba chứ sao có ăn một mình chú được. Rồi hai bà cháu nấu ăn. Đó. Rồi đây. Chú biết cái này là cái gì không? Ồ, cá khu. Cá. Cá khu là chú mua cá này đúng không? Có dân tiền là đi lấy đi mua cá này này, cái mua cái này là dân ăn nửa tháng này này. Không là hơn là ơi ơi đây có mua này đây nữa nè. Nhiều quá ha. Đây nữa này con mua cho chú là chú khỏi đi ra quán nữa, mình ở nhà luôn cho nó khỏe, mình không có đi ra cho hoài thì nữa. Chú ăn hết cái này là cũng ráng đi chứ đâu mà ăn cái này đâu cách đây mình đâu, mặc mai là mình chú đây là chết sớm thì khỏi đi, còn bây giờ là còn xong mà thiếu cái này là hết rồi phải đi chứ. Dạ đi mà bây giờ mà con mua nhiều mua nhiều này là ô này là được là 2-3 tháng ăn á. Dạ đây đó, rồi đây nữa này, chú biết cái này là cái gì không? Cái này hả, là muối iốt. Dạ đúng rồi, muối iốt. Là muối mình để mình nêm gia vị gì đó nha chú nha. Đây nữa nè. Đây. Chú biết cái này là cái gì không? Mắm. Dạ đúng rồi. Mắm, con mua 3 chai mắm này. Rồi đây chú biết cái này cái gì không? Là bột ngọt bí đan. Dạ đúng rồi, bột ngọt mình để mình nêm cái gì đó, mình nêm một ít bột ngọt đổ cho nó dịu cái đồ ăn. Rồi đây là đường này chú. Đường và đây chú biết cái này là cái gì không? Dầu chiên. Dạ đúng rồi, dầu chiên. Đó là mình để mình chiên những cái gì đó. Chiên có thịt đó nè, có thịt dạ. Chiên với thịt đó. Dạ đúng rồi, chiên thịt. Đây. Cái này là xì dầu là để ăn cơm đồ đó. Xì dầu giống cái chai của chú mua luôn. Chú mua hồi nãy á. Dạ. Đó là con mua thêm 3 chai nữa. Đó để cho chú ăn chú khỏi đi ra quán nữa nha chú nha. Và đây. Cái này chú biết cái này cái gì không? Cái này á, cái này là tức là cái dầu chó đâu đó bị đốc bổng này, cái gì là xuống muối đó là nhà chú có cái không? Hả? Nhà chú có này không? Có đâu tiền mua tới này đâu. Không có tiền mua cái này. Tiền này chỉ mua cá, mua cái xì dầu hồi nãy sáng là chỉ mua xì dầu tôi có 10.000, cái này đâu có 10.000 đâu. Tiền đi mua tới đây. Con mua 2 chai để dành ví dụ mà nửa đêm hoặc là gì đó mình đau đầu chóng mặt hay là đau bụng gì đó, mình xuất nha chú nha. Rồi. Con gửi cho chú. Dạ. Đó, với lại cái bao gạo này nữa là để dành mình ăn, mình uống, mình sinh hoạt qua ngày nha. Cảm ơn. Ngày hôm nay chú thấy như sao? Vui không? Thấy cháu này là vui rất mừng, mà ăn rất no nữa. Bữa trước là ăn nó nhịn không á. Ăn nhịn không hả? Ăn nhịn chứ sao, đâu có gạo mà ăn nhiều đâu. Là bữa đây là mình có gạo nhiều rồi, ăn no một bữa cho nó đã luôn. Với lại có thịt heo, có dầu chiên, có đồ thứ hết rồi ạ. Dạ. Trời ơi. Cảm ơn cháu lên đây lỡ mà kẹt sáng nữa. Ui khổ quá, đường mới xa nữa. Dạ, đây. Đây ạ. Con gửi lại cho chú 20.000. Cảm ơn. 20.000 của chú nãy á. Cháu nói nãy là mua xăng đâu cháu đi. Hả? Xăng nãy là mua xăng nãy là đâu xe mà hết xăng đâu đi nữa. Tại con mượn chú 20.000 đổ xăng. Nhưng mà con có xăng rồi. Con có xăng con đổ xăng rồi. Nhưng mà muốn trả chú này hả? Đặng lấy cầm luôn đi. Cầm luôn hả? Con cầm luôn rồi, có hối hận không? Không hối hận đâu, lịch sử mà lướt kẹt xe đi nổ là phải rồi cháu là lên đây phải lỡ kẹt là phải cho một chút đó là đâu có bao nhiêu đó mà. Bây giờ chú giữ 20.000 đây nè. Ví dụ mà sau này mà con đi đâu mà vô đây mà hết xăng á, chú cho con cho con mượn lại nha. Con gửi lại. Trời ơi.
Đó, thì nói chung là con cũng rất cảm ơn chú đã cho con 20.000 để đổ xăng con, đi về. Có bao nhiêu thì cho bao nhiêu, đằng lê cho đổ xăng, đổ đường đi. Nhưng mà giờ là có bao nhiêu, đó là cho đó còn có 1.000 nữa, 10.000 nữa thì dành ăn cang đồ. Dịp nó thấy con này rồi, mừng quá rồi, mừng quá rồi. Mừng quá rồi hả? Mừng quá rồi. Rồi cái cuộc sống của chú á, chú có một cái ước mơ gì cho cuộc sống mình không chú? Muốn của chú là ước mơ thế này, nhà cửa đất trế, gạo và mắm đồ á, là có cháu là đã cho nhiều cho chú rồi. Mà cái nhà cửa của chú đây là, cũng là nhất là nhà cửa đây là rất trế quá. Yeah. Trong vòng năm nay là chắc có lẽ là bị sụp đó. Gần tùy mưa bão mà. Sụp yeah. Thì con thấy là nó không có sụp đâu. Tùy nó cũng vẫn còn ok á chú. Vẫn ok nhưng mà khi tùy mưa nó dục xuống á. Nhưng mà trời mưa nó dột. Nó dột nhưng mà yeah. Phải có lấy son lấy thau đó làm hứng lại. Nó đủ ở ngoài. Trời ơi. Vậy là nhà mình dột nhiều không chú? Là ước nhất là cái nhà này, nhà là chắc là năm nay là bị nó sập luôn á. Mà con nghĩ á, nếu mà cái nhà này á mà dỡ tôn ra mà làm lại á, chắc làm không được, chỉ có xây mới thôi. Làm gì được nữa mà cây ấy rồi nó mốc ăn hết rồi mà. Tại vì cái này á là cái tường thà để im nguyên vậy luôn. Thì mình ở thì không sao. Còn sao? Cái này mà mình hay tôn này kia nọ mình đập ra là cái những cái bức tường á là nó sẽ yếu liền, tại nó rêm nó sẽ nứt hết toàn bộ luôn. Sao? Là nó sập luôn á. Còn mà mình để y nguyên như vậy á thì mình vẫn ở bình thường. Chứ sao? Như vậy mà làm gì mà được. Thì ngay chỗ đây này, nãy giờ thì Vương mới thấy chỗ đây nè. Là nó bị nứt rồi nè. Nứt cái này là nó đỡ nứt rồi, cái này nè bị nó lủng xuống rồi mà. Tổn đó nó rất gần chút ngày nữa thì nó ngã thôi, cái tổ đó nó ngã luôn. Dạ. Trời ơi. Vậy là ước mơ là chú có một cái căn nhà. Dạ, căn nhà. Đúng. Rồi chú có ước mơ gì nữa không? Ước mơ là chỉ cái món đó thôi, còn cái ước mơ là cái gì là tiền bạc gì đặt để làm nia nó đủ, nhất là nhà là không có nhà mà ở. Nhà là thế này là cháu cũng thấy rõ ràng rồi, và rất rưới thì nứt nẻ hết. Nhưng mà nhất là ước mơ nhất là cái nhà làm chút xíu cũng được, đủ một cái hai chú cháu ở nè. Chồng làm to làm gì đâu uống. Là mình làm nhỏ vừa làm cỡ 3-4 cũng được, 3-5 cũng được. Là chủ yếu là nhỏ nhỏ đó, nhỏ là che mưa che gió thôi. Trời ơi, nghe thì thấy ước mơ thì cũng rất là đáng thương luôn. Rồi chú không ước mơ là mình có thiệt là nhiều tiền, mình có mua đồ ăn, mình không có sợ đói nữa. Còn có tiền á thì nhìn ăn là cũng được, nhưng mà nhà sập là đâu nhà đâu mà ở. Cái chuyện đó là chuyện đó thôi. Nhưng mà cái nhà cái mắm muối thì nhưng mà xin người ta không cho thì cứ nhịn một ngày hai ngày là được. Cháu lên đây là có cháu cho thế này á là cảm ơn rồi, no chú rồi. Nhưng mà nhà cửa thì thế này là rất buồn à, cũng chờ mưa chờ gió rồi sắp lúc nào chưa có biết ngày á. Biết ngày á thì Vương thấy thì cái ngôi nhà này thì nó cũng rất là xuống cấp rồi cô chú anh chị. Là thứ nhất, thứ hai là cửa ngõ đồ á làm nó bị hư hết toàn bộ. Và nếu mà thay tôn á thì nhà mình thay tôn thì con nghĩ là thay không được đâu. Thay không được đâu. Nếu mà thay tôn là nó đập là nó rơm cái tường là nó sẽ bị sập luôn á, thà mình để y nguyên gì thì nó sẽ chắc chắn hơn. Thì con cũng mong là cái ước mơ của chú thì cũng sẽ thành hiện thực nha chú nha. Thì ngày hôm nay con tới đây á là con có một cái chương trình giúp đỡ bà con nghèo khổ và khó khăn. Thì con với chú á là có duyên lắm, con với chú mới gặp được nhau. Nếu mà chú ngồi trong nhà và con cũng không có thấy chú và con cũng không biết chú. Thì con đi vòng vòng ở đây rất là nhiều lần luôn nhưng mà con không biết chú. Nhưng mà tình cờ ngày hôm nay thì Vương đi trên cái con đường này và thấy chú bò nó lốt đi vô một cái
đoạn đường ổn đây thì Vương thấy là cực kỳ xót xa luôn. Giống như là ông trời đã sắp đặt Vương tới đây để giúp đỡ cho chú dì của chú anh chị. Thì mình thấy giống như là một cái ý trời, trời đã định. Thì Vương đi là Vương gặp rất là nhiều cái cảnh thương xót và rất là đau đớn luôn của chú anh chị. Thì Vương cũng dừng chân lại thấy chú đây. Thì ngày hôm nay thì con với chú thì có duyên lắm mới gặp được nhau. Thì bây giờ con cũng có một tí xíu phần quà con trao thêm cho chú nha. Ngày hôm nay thì có rất rất nhiều cô chú anh chị quý vị mạnh thường quân tài trợ chương trình này và giúp đỡ cho gia đình mình nha chú nha. Thì Vương sẽ đọc tên tất cả cô chú anh chị quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã tài trợ chương trình mình. Cô Thảo Tiền Giang 200, cô Thị Sĩ giấu tên 200, anh Tý Nguyễn ở Mỹ 200, cô giấu tên ở La Di 200, bác Hiền ông Đạt 200, cô Nguyễn Mỹ Hảo 200, Châu Kim Xuyến 200, Bùi Quang Nhân ở Mỹ 200, cô Luật ở Mỹ 200, anh Vinh, chị Ngọc Anh, chị Ngọc Ánh, chị Ngọc Loan, 4 người 200, anh Hận, Kiên Giang 200, cô Xuân ở Mỹ 200, Nguyễn Thị Hải ở Mỹ 200, cô Phượng ở Úc 200, cô Vân ở Mỹ 200, cô chú ở Mỹ giấu tên 200, cô Dầu chú Long ở Sài Gòn 200, nhóm từ thiện Úc Châu, khách hàng lò bánh mì ở Bago, Sydney, Úc Châu 200, chị Trang, cô Mai ở Cali 200, ông Tiến ở Sài Gòn 200, chú Tám ở Úc 200, chú Hưng 200, cô ở Mỹ giấu tên 200, cô Hứa ở Canada 200, cô giấu tên 200. Và có tất cả cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân gửi tiền cho Vương thì có rất là nhiều cô chú anh chị luôn. Thì Vương sẽ bỏ vô cái quỹ gọi là quỹ không tên, là tại vì gửi tiền cho Vương mà không nói tên và cũng không có biết một cái địa điểm gì đó là để Vương làm, thì Vương sẽ chuyển qua cái những cái quỹ gọi là quỹ không tên để trao cho bà con nghèo khổ và khó khăn luôn nha. Thì ví dụ mà có cô chú anh chị nào mà gửi tiền cho Vương thì alo cho Vương biết được là cái số tiền đó là của mình, để cho Vương khỏi bị lộn xộn và Vương kiểm soát được. Còn nếu mà không báo cho Vương thì Vương sẽ là quỹ không tên nha cô chú anh chị nha. Thì cái quỹ không tên nữa là 200 nữa. Thì tổng cái số tiền của mình là 5.200.000. Ôi chú, wow. 5 triệu được rồi. Là nhà mình trúng số rồi. Cảm ơn. Rồi. 5.200.000. Con mua cái phần quà đây này, mua thịt, mua gạo, mua gia vị, mua mắm, xì dầu, dầu ăn, hết toàn bộ của mình luôn là 828.000. Rồi trừ ra còn lại là 4.372.000. Đó, bây giờ là con sẽ giao cái số tiền còn lại cho chú luôn nha, để cho chú ví dụ mà chú xây sổ, ví dụ là tiền điện này, tiền nước này, rồi những cái sinh hoạt, ví dụ là chú lo cho bà những cái món ăn, món uống hoặc là những cái gì thêm đó nha chú nha. Con giao cho chú luôn nha. Rồi. Dạ. Trời ơi, ngày hôm nay chú thấy vui không này?
hay là chưa nhiều. Sẽ trao cái phần quà là 4.370.000. Thì Vuông đưa luôn cho chú là 4.400.000. À, mình bỏ thêm 30 mấy ngàn nữa cho chú luôn, để cho chú ăn uống này thêm, rồi để chú cũng ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chú nha. Và đây Vương sẽ đến gửi quà cho chú luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80. Thì 80 tờ là trị giá là 4 triệu. Dạ đây. Là con gọi trước chú là 4 triệu nha, để chú mua đồ ăn. Còn lại là 400 ngàn nữa. 100, 200, 300, 400. Rồi con gửi cho chú nha. Đây là 300. Đâu? 100, 200, 300, 400. Là 4.372.000. Thì Vuông đưa luôn là 4.400.000 gửi cho chú để chú mua những cái gì bồi bổ cho bà và sức khỏe của chú nữa. Ví dụ mà bà thích ăn uống gì đó, mình mua cho bà ăn uống, xây sở cái cuộc sống. Tại những cái như chú bà đây là cũng gọi là một cái cuộc sống đã dài, khá là già rồi đó. Thì mình rất là con gửi cho chú luôn nha đó, mình bỏ vô đó luôn đó. Rồi chú có một cái lời nói nào với tất cả cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân không chú? Con dám nói đâu. Này, lấy dây thông cột lại cho nó coi rớt. Con dám nói đâu. Cái này là con, nếu là họ hàng ở làng xóm thì chú không dám nói cái này là đâu. Không, chú hiểu hiểu lộn ý con rồi. Ý của con nói là chú có một cái lời nói gọi là cảm ơn của cô chú anh chị là gửi cái số tiền này này cho chú để chú sử dụng á. Hả? Là chú có cái một lời nói gì với tất cả cô chú không? Là cảm ơn là các cô chú sự giúp đỡ nhiều tới này á, là rất là cảm ơn đặt giá luôn tới đây luôn á. Là bây giờ xa gần cũng sự mà giúp đỡ, sự mà tế thăm. Và rất là cảm ơn tất cả là Mạnh Thường Quân của các cô chú của bác. Chú nói chuyện rất là hay luôn. Ngày hôm nay chú vui không? Rất là vui. Hôm nay là chú là vui nhiều lắm. Trước là chú buồn quá, là con ai té, con ai tham. Thì mẹ đưa cháu tới đây thăm chú Diệu, các cô chú Mẹ Thường Quân ở ngoài xa, ngoài nước cũng giúp đỡ, rất là cảm ơn. Ví dụ mà chú có một cái số tiền như gì này, rồi chú có tính dự đoán làm gì không chú? Nếu nhiều á thì làm cất một cái nhà, mà chắc cất cái nhà đó ai có tôi mua, ai đâu có mua vật liệu. Nhưng mà cái lấy tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ đây á, cho đây á, là chỉ mua gạo mở dân ăn thôi. Mà mua cái đó là vật liệu, ai đâu nhờ, ai đâu có biết mình đâu. Rồi thì nói chung là cất nhà là một cái số tiền rất là lớn. Nhưng mà thôi, mình để như vậy mình ở đỡ đi. Còn cái số tiền này mình coi thử là những cái gì. Ví dụ mà mình nuôi thêm mấy con gà ở xung quanh đây, hoặc là những cái gì đó. Còn không thôi là mình cất, mình để dành mình mua những cái gạo này kia kia nọ chú, để mình ăn uống. Tại vì chú ở đây là chú không có làm được cái gì hết á cô chú anh chị. Chú chỉ làm cái những cái ni, những cái này cái kia nọ thôi.
còn nếu mà chú mà đi bán vé số này kia nọ thì ở làng đây thì không ai mua vé số, tại vì ở đây toàn là những người dân tộc Rắc Lai không, đúng không chú? Tộc Rắc Lai không á, thì cũng không có sử dụng những vé số này kia nọ thì đi bán không có được, cô chú anh chị. Thì mình chỉ có giúp đỡ cho chú những cái miếng ăn miếng uống qua ngày thôi. Mình thấy là những cái mảnh đời rất là đáng thương như thế này, ước mơ của chú thì cũng có một cái căn nhà, nhưng mà cái căn nhà thì cái sức lực của Vương thì giúp không có nổi. Về cái căn nhà xây thì nó rất là nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm, thì tiền thợ, tiền này tiền nọ thì nó rất là nhiều, thì Vương cũng không giúp được. Thì Vương chỉ có một cái sức lực là để giúp cho chú, để cho chú và bà là có những cái miếng ăn miếng uống qua ngày thôi cô chú anh chị. Thì thôi bây giờ thì nhà mình thì cứ để gì ở đây, đừng có sửa, thì sửa là như đây không có đủ đâu. Đủ đâu, dạ. Là kia là mua gạo ăn và chân mua thuốc mà ấy thôi, dạ. Nhưng mà làm 4 triệu đây là chưa có đâu gì hết. Có mấy có nó nhiều hơn thêm, mấy có một cái nhà, dạ. Chục triệu là mới có, mà có 3-4 triệu cũng chỉ dành ăn thôi. Không, chục triệu làm cái căn nhà mình không được đâu. Nó nhiều lắm, tại vì vật liệu này, gạch còn... này, xi măng, cống cán, nó rất là nhiều tiền lắm. Đó, mình không có ước mơ đâu. Nếu mà cái căn nhà ở đây, nếu mà muốn thợ ở đây thì Vương cũng không có rành là thợ ở đây xây nó có chất lượng hay không là một phần. Nếu mà muốn thợ từ Phan Rang mà lên tới đây á, là một ngày là 600-700 ngàn một người thợ của chú chị, còn phụ là 400-500 ngàn thì nó rất là đắt. Rồi những cái vật liệu này kia nọ vận chuyển lên đây thì cũng rất là khá là cực khổ nữa. Đó, thì nói chung là một cái căn nhà thì thôi bây giờ con cũng chúc chú ước mơ thì sẽ thành hiện thực. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ để như vậy, vẫn ở được thì mình cứ ráng cố gắng mình ở nha chú nha. Thì bây giờ là mình không có sợ những cái là đói no mỗi ngày nữa. Bây giờ là mình có gạo, có mắm, con này có gạo mắm luôn, ăn rồi. Đó. Rồi mình có tất cả mọi thứ rồi, chú có tiền rồi, chú muốn người mua kiếm mấy cái tre này này, tre này. Cho chú đang chú kiếm tiền thêm cho tao lấy cái này muốn người ta mua tính tạch chặt rồi để làm để nhiều luôn. Mình làm mình rảnh lúc nào mình làm lúc nấy. Con xin phép chú con về luôn nha chú nha. Ngày hôm nay thì Vương cũng thấy một cái hoàn cảnh rất là đáng thương, thì Vương cũng chia sẻ tới cho cô chú anh chị. Thì chắc là bây giờ thì Vương sẽ khép lại cái video luôn. Thì mong cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân hãy đón xem những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì Vương sẽ tạm dừng cái video nha cô chú anh chị nha. Thì và một lời nữa con thay mặt gia đình của chú và cảm ơn cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã tài trợ chương trình này, đã giúp cho chú và bà có một cái miếng ăn, miếng uống qua ngày để cho giúp mảnh đời không bị đói nữa cô chú anh chị. Thì chú thì bị liệt cả hai chân và chú đi làm những cái ni và làm đi mua đồ, thì hồi nãy thì Vương tình cờ Vương quay cho cô chú anh chị xem đó, thì một cái cảnh rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ thì chắc là Vương xin khép lại cái video. Thì mong cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha, để Vương có một cái động lực Vương ra nhiều cái video và giúp đỡ cho bà con nghèo khổ và khó khăn hơn nữa nha. Và bây giờ Vương xin tạm dừng và bye bye cô chú anh chị.